Trời đất ơi, nhỏ đồng nghiệp nó làm gì nữa trời? Ngồi gõ lại định dạng tên bị sai hả? Dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời má ơi, nó còn tách cái phòng số của công nữa hả? Rồi, thấy công chuyện này. Lại phải cứu nó nữa rồi. Thứ nhất, dùng hàm trim để sửa lỗi bảng trắng. Thứ hai, dùng rubber viết 2 chữ đầu từ. Nhấn enter, thế là ra ngay rồi luôn. Còn để tách số ra khỏi dãy ký tự thì ta chỉ cần copy phần số ra, rồi sau đó nhấn Ctrl E, thế là xong. Tất cả đều nằm trong quyển 150 của thuật Excel, trình bày rõ ràng, màu sắc, trực quan, dễ tiếp thu, giải quyết được rất nhiều vấn đề hay gặp phải trong công việc. Sách còn có cả video bài giảng và bài tập thực hành nữa. Học nhanh đi trước khi sếp biết.